Lão hóa hay già nhanh là nỗi lo của nhiều người, đặc biệt là các chị em. Lão hóa khiến da nhăn nheo, xỉn màu và chảy xệ. Cùng Bách Hóa Xanh tìm hiểu những thói quen nào khiến bạn nhanh già nha. 1. Chịu áp lực căng thẳng nhiều. Theo tiến sĩ Raymond Casari, giám đốc bệnh viện Jones tại Mỹ cho rằng, việc chịu áp lực căng thẳng trong thời gian dài là nguyên nhân giải phóng các gốc tự do. Đây là nguyên nhân dễ dẫn đến lão hóa. Tiến sĩ này cho rằng các bạn nên phân bổ thời gian cho các công việc và đừng để tình trạng căng thẳng, mệt mỏi kéo quá dài. 2. Ngủ ít ngồi nhiều. Tiến sĩ Raymond cho rằng việc ngủ ít sẽ dễ dẫn đến trầm cảm và căng thẳng, từ đó khiến bạn nhanh già hơn. Thói quen ngồi nhiều cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến bạn già nhanh chóng. Những người ngồi nhiều thường có nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, huyết áp cao, béo phì, trầm cảm. Thói quen độc hại này chắc chắn đang khiến bạn già nhanh đi. 3. Ăn thực phẩm không lành mạnh. Theo ông Tim Gray, chuyên gia sức khỏe tâm lý học cho biết, thực phẩm giàu chất béo bão hòa, cholesterol xấu, đường v.v. có thể làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể. Mà lão hóa được xem là một trong những trạng thái viêm mãn tính. Việc ăn uống không lành mạnh có thể làm tăng tốc độ lão hóa lên gấp nhiều lần. 4. Tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng xanh. Theo chuyên gia sức khỏe tâm lý học Tim Gray, ánh sáng phát ra từ thiết bị thông minh có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, khiến da nhăn nheo và giảm tuổi thọ. Do vậy, bổ sung các chất chống oxy hóa là biện pháp tốt nhất để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của các gốc tự do. Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa phải kể đến như ổi, cam, quýt, đào, việt quất, ớt chuông, v.v. 5. Không sử dụng kem chống nắng. Sau 25 tuổi, lượng collagen của chúng ta sụt giảm rất nhanh. Thói quen không sử dụng kem chống nắng khiến làn da nhanh bị xuống cấp, thêm nhiều vết nhăn và nám. Bên cạnh đó, ánh sáng mặt trời cũng là một tác nhân gây lão hóa. Việc không sử dụng kem chống nắng có thể khiến làn da mất đi hàng rào bảo vệ và khiến chúng già đi. Lối sống, thực phẩm bạn ăn, thậm chí cách bạn ngủ có thể khiến nếp nhăn nhiều hơn, làn da nhanh lão hóa và rút ngắn tuổi thọ. Vì vậy, hãy xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất để luôn sống khỏe đẹp hơn mỗi ngày nhé. Bách Hóa Xanh xin chào và hẹn gặp lại!